thì nghe các cụ kể lại thì chúng tôi cũng là dựng lại theo như thế, mua bán những cái thứ tiền vàng mã, rồi thì là các hàng muối, rượu, gạo, hay là bánh đa, hay là các hàng ăn. Chủ yếu nhất là chợ các cụ thường mua là muối gạo đầu năm để lên may, may cả năm. Đấy. Có các cụ nhà mình đi theo thì mình sẽ mua một ít tiền âm đốt cho các cụ, hoặc là nếu như là dân ở đây thì có thể cũng ra đây ra chợ âm dương, tức là phiên chợ hôm nay là phiên chợ cả người âm lẫn người dương đều đi chợ mua bán cả âm lẫn dương, cho nên gọi là phiên chợ âm dương. Tôi cũng mua một ít tiền để đốt cho các cụ, và nếu như có cụ nào nhà mình đi theo, hoặc là nếu không thì cũng làm phúc đốt cho các vong linh họ cùng đi chợ. Chị hôm nay là đầu xuân năm mới, là chị đến đền bà Chúa Kho để chị đầu tiên là chị xin bà một cái sức khỏe, sau nữa là mình có giọt dầu nén hương công đức vào chùa, cái thứ ba nữa là khi là mình cầu như vậy là tài lộc. Chị với mong ước là bà Chúa Kho ban cho mình rất thật là nhiều lộc và cho cả toàn dân nữa. Hôm nay cô đến đền bà Chúa Kho để cô xin cái độc rơi độc vãi của các bà để cho có cái độc buôn bán làm ăn sức khỏe cho gia đình. Hôm nay đây không khí thì rất là vui nhộn, thời tiết thì là mát mẻ, hợp cho những cảnh như các cô đi, các cụ và các cô đi lễ chùa thì là rất là vui và cảm thấy rất là phấn khích để đến làm lễ ở đền bà Chúa Kho.